Vâng, tiếp cảm ơn vì rất là nhiều vẫn tiếp tục giữ màn hình của Đài Việt TV để trở lại phần 2. Dũng xin gửi vị bản tin có liên quan đến retirement. Cái bản tin này thì Dũng đã đưa đi rất là nhiều lần khi làm chương trình kinh tế. của tư vị retirement, quý vị nào mà đang chuẩn bị retire hoặc đã đã retire rồi thì cái bản tin này nó không có giá trị hay là chuẩn bị retire thì có giá trị tức là chúng ta tuổi 50, 55 đó là chúng ta chuẩn bị là vừa thật sự ra trễ đó nhưng mà thường thường khoảng chừng 40 tuổi là người ta bắt đầu để tiền saving cho cái retirement rồi average hiện tại bây giờ trung bình là quý vị nhận được khoảng 1.666 đồng một tháng cho tiền nó gọi là tiền an sinh xã hội social security bởi vì họ chiếu theo cái lạm phát hiện tại bây giờ thì chúng ta tăng lên khoảng 200 đồng mỗi tháng tức là 1.400 mấy chục đồng đó bây giờ chúng ta nhận được là một sáu đồng nếu cặp vợ chồng thì tổng số chúng ta nhận được là khoảng hai bảy đồng thì họ trừ cộng trừ nhân chia thì cặp vợ chồng có thể nhận được hai bảy đồng tính đến cái tháng tư vừa rồi là cái số tiền này tăng lên như vậy tháng tư năm 2022 họ đã tăng lên để uh, có thể catch uh, up hay là bắt kịp cái thời vật giá leo thang một cách khủng hoảng như vậy 2.739 đồng một tháng và tính ra thì một cặp vợ chồng nhận tổng số là khoảng 32.868 đồng 32.868 đồng nhưng mà khi mà chúng ta đi vào tuổi 65 ví dụ cho là 65 chúng ta về hưu đi ha thì một cặp vợ chồng chi tiêu khoảng 47.579 đồng mà chúng ta trừ ra 32.868 đồng thì chúng ta thấy rằng còn lỗ một ngàn mấy đúng không? Khoảng 17.000, xin lỗi 17.132 đồng. Vậy thì cái tiền thiếu hụt này chúng ta có chuẩn bị sẵn chưa? Đúng không? Chúng ta phải chuẩn bị sẵn khi mà chúng ta retire. Đây là cái cái uh, nếu mà nói về cái số tiền mà chúng ta sử dụng cho khoảng mươi chín đồng đó là cái xin lỗi cái tiền mà để tiêu xài cho một tháng á thì quý vị phải có đủ uh, tiền saving còn nếu không chúng ta sẽ thiếu hụt và họ tính theo cái này 20 năm thí dụ 65 tuổi ok chúng ta 65 tuổi thì chúng ta sống khoảng 85 tuổi đi, cái tuổi mà Hoa Kỳ đưa ra là cái tuổi mà sống khỏe mà đến 85 đó là đa số họ lấy cái số nhiều nhất là 20 năm. Thì 20 năm tổng số như vậy thì chúng ta phải save ít nhất là 342.500 đồng. Vậy thì quý vị nào mà chưa có đủ số tiền trong account thì chúng ta bắt đầu save đi tại vì khi mà retire thì chúng ta có đủ tiền lấy cái tiền an sinh xã hội cộng với tiền saving nhập vào thì chúng ta có đủ để mà sinh sống được 20 năm. Đây là cái số tiền mà họ đưa ra là sống một cách gọi là um, không có đúng là American Standard nhưng mà at least chúng ta cũng sống ok sống ok uh, Nên quý vị nào chưa xem được khoảng uh, từ đây đến uh, năm 65 tuổi mà trong cao chưa có 342 năm đồng thì chúng ta nên xem Theo cái cái report mới nhất thì một cái người mà retirement một gia đình đó, hai vợ chồng đó là có 2 triệu <laughs> phải 2 triệu tức là một người người vợ ăn triệu người chồng một triệu thì sống theo cái mức gọi là American standard là thoải mái đó như là chúng ta sống trước đây sau thì bây giờ sống y chang như vậy tùy theo cái cách sống ở Mỹ có nhiều cái level sống khác nhau chúng ta sống là uh, blue collar hay là black collar hay là white collar tùy thiếu vị ha tức là sống muốn thoải mái hơn thì có tiền nhiều hơn uh, mướn cái apartment mình bé hơn ăn uống nó healthy hơn thì đó là các người người giàu và người người trung lưu và người hạ lưu bản tin kế tiếp thì uh, wow có một cái số mà Dũng gửi đến quý vị có thể quý vị hiểu thêm nhiều về cái tình hình về chính phủ ngày hôm nay sau nhiều tháng gọi là bác bỏ tạm thời những cái luật trước đây của chính quyền trước là under ông Donald Trump cựu tổng thống Donald Trump và chuyển qua bây giờ thì ông đã gọi là xác lệnh nhiều cái nhưng mà gom lại thì thấy rằng những cái điều đó nó không có lợi cho chính phủ cái quốc gia của Hoa Kỳ đặc biệt về người dân chúng ta thấy là nếu mà nói như vậy thì quý vị cũng đã từng kinh nghiệm và đang trải nghiệm cái sự gọi là khó chịu về giá cả hiện tại bây giờ rất nhiều rất nhiều người Mỹ họ rất là gọi là đau khổ quý vị cái đầu tiên tax increase chính quyền Biden đưa ra phải cho thấy cái tax increase lên 31% cho những cái corporation và những cái tax này nó sẽ chuyển qua cái người tiêu dùng Thí Dũng thí dụ như vậy, bây giờ Thí Dũng là một cái công ty sản xuất về về về, về ly đi thí dụ ha. Bên chính phủ nói là anh phải đóng thuế, thuế cao hơn. Bây giờ cái ly Thí Dũng bán một đồng, đánh thuế cao quá gì? Tôi lên đồng rưỡi. Thì cái 50 xu mà được bị lên từ Thí Dũng lên đó, ai sẽ trả? Chúng ta nhắm mắt cũng làm đơn giản, cái gọi là economy one one thôi, là người dân phải trả. Nên cái thuế càng cao, cái corporation không có lo, anh càng lên thuế tôi tôi càng lên giá thôi tại vì nếu mà không lên giá thì tôi ban rớt thì ban rớt thì xảy ra những thất nghiệp bây giờ thí dụ thí dụ quý vị một cái công ty có một ngàn người bây giờ anh lên giá quá bây giờ tôi không không làm nổi tôi đóng cửa thì một ngàn thất nghiệp thì ai sẽ nuôi một ngàn người đó chính phủ hoa kỳ và cuối cùng hoa kỳ đó à, đừng thất nghiệp ráng giữ đi mà hoa kỳ trước đó đến giờ là có nhiều cái chương trình lại dạng như chị em chuẩn bị đóng cửa sa thải nhân viên hoa kỳ bỏ vô rất nhiều tỷ mỹ kim để giữ lại công ty đó đừng đóng cửa hãy giữ nhân viên và cái cái đại dịch xảy ra ta nhớ không hoa kỳ vẫn bỏ ra cái stimulus là Ê, giữ nhân viên trả lương đàng hoàng đừng để nhân viên người thất nghiệp đó là cái cách mà chính phủ hoa kỳ hay quốc gia nào cũng vậy rất sợ người dân bị thất nghiệp và cái cách duy nhất đó nếu mà anh càng lên thuế thì người ta càng lên tăng giá sản phẩm và người ai sẽ chịu người dân sẽ chịu và chúng ta trải nghiệm được điều đó ngay tại lúc này đúng chưa Giá cả lên heo leo thang quá chừng luôn. Đó là cái điều mà đầu tiên, thác lên, tăng lên những cái corporation là hoàn toàn không có hợp lệ. Sai, một điều sai. Cái thứ hai nữa, increase về cái energy. Ông Biden tăng lên 11%, xin lỗi 11 lần tax increase for những cái công ty dầu xăng dầu. Ok, và tổng số là khoảng 45 tỷ để đem về lại cho chính phủ. Nhưng mà 45 tỷ này quý vị nghĩ rằng công ty này trả hả? No, người dân trả xăng dầu từ khi mà dưới thời ông Donald Trump khoảng 1 đồng 68, 1 đồng 78, rất rẻ. Bây giờ nó lên 5 đồng average, toàn nước Mỹ 5 đồng. Ai trả tiền 5 đồng đó? Tức là bây giờ ví dụ cho 2 đồng đi, bây giờ lên 3 đồng. Vậy 3 đồng mà nó khác nhau chỗ đó, từ 2 đồng lên 5 đồng. Nó different 3 đồng, 3 đồng là ai trả? Tiến Dũng trả, quý vị trả đúng không? cái công ty khai gọi là sản xuất dầu mỏ họ đâu có lấy họ đâu có họ đâu có thua lỗ đâu bây giờ anh không mua thì tôi tôi không bán thì người ta cũng chết nữa xăng dầu là một trong những cái thực sự là essential tức là thiết yếu hiện tại bây giờ không có xăng dầu không làm gì hết toàn bộ tê liệt hết ngay cả bây giờ xăng dầu lên uh, diesel lên thì những xe truck cũng tăng giá theo nữa và người ta cái người dân là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất nếu mà biết suy nghĩ thì wow, chúng ta ngồi tính một cái con số nhỏ thôi. Anh càng lên giá thì người dân càng chết. Ok. Rồi cái thứ ba. Cái tax global medium tax. Trước đây thì bà Janet Yellen bộ trưởng tài chính họ nói là bây giờ tôi muốn Mỹ đóng thuế 20% cho corporation này, anh cũng phải đóng thuế Mỹ 25% tại vì tôi không muốn Mỹ phải gửi công ty ra ngoài làm việc nhiều quá. Cái thuế nó phải equally bằng nhau hết. Nhưng thật sự ra vì biết rằng ở Mỹ công ty A từ Trung Quốc vô Mỹ đánh giá hai đánh thuế 20%. Họ phải trả, nhưng chưa chắc Mỹ đưa qua công ty Trung Quốc đóng thuế 20%. Họ có thể tuân thủ, họ không có thể tuân thủ. Ví dụ như bây giờ Apple qua, Apple nói ê, tao không đóng thuế 20%, tao đóng thuế 5%. Mày nhận thì tao qua tao làm, còn không thì tao không, ta không chuyển công ty tao qua. Trung Quốc mà, oh man, bây giờ tôi không lấy thuế cũng được nên anh qua anh làm, đã nhân tôi có việc làm. Cái đó là cái rất tệ của cái quyết định này. Quý vị nào hiểu, nếu mọi vị làm về kinh tế hiểu đúng không? Hoa Kỳ làm đúng luật, chưa chắc Nga, chưa chắc Trung Quốc, chưa chắc Ấn Độ làm đúng luật. Vậy thì cái luật này đưa ra hoàn toàn không khả thi của quý vị. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư. Cái thứ tư là cái thứ Dũng nghĩ rằng nó rất là khó chịu, khó chịu nhất mà nó Dũng nghĩ rằng uh, trong cái cái nhiều bản tin mà trong năm cái này là cái này khó chịu nhất chính quyền ông Biden đã bỏ ra 80 tỷ để mướn 87.000 người IRS agent không phải để làm thuế cho vị đâu. Audit để bắt đầu gọi là audit là tôi không biết gì để uh, điều tra 1 triệu 200 ngàn cái account tax mà những cái này làm dưới 75 ngàn. Cái cái để xin nói ngắn gọn cho vị hiểu như này. Chính phủ uh, ông Biden, chính quyền Biden bỏ ra 80 tỷ để mướn 87.000 người nhân viên của sở thuế để audit thuế người dân Mỹ. Nhưng mà audit đơn giản như thế này, một bài toán, 80 tỷ bỏ ra, audit xong có thể lấy về 50 tỷ. Vậy thì cái cái bài toán này nó lỗ, ơi là lỗ. 87 tỷ mướn 87.000 người, cuối cùng audit xong đem về khoảng 5 tỷ hay 10 tỷ gì đó. Vẫn lỗ, lỗ rất nhiều. Cái điều này hoàn toàn waste money của người taxpayer. Tức là tiền thuế tiến dụng thì quý vị đổ vào cái điều này không cần thiết. Tức là cái điều này hoàn toàn sai. Sai cái thứ tư, cái thứ năm. Cái thứ năm là cái spending. Cái spending hiện tại giờ Hoa Kỳ mà tôi nhớ nhớ là đã giải thích quý vị 500 tỷ cho cái năng lượng sạch nó gọi là tiền climate uh, control và ông Biden từ khi ông Obama chuyển qua ông Biden và ông Biden đã làm thực hiện điều này. Cái đó là số tiền waste ơi là quay tốn tiền rất là tốn chứ thì thấy bây giờ cái cái chương trình này thế giới đâu có ai làm theo đâu họ vẫn bình thường trong khi đó hoa kỳ đã bỏ ra rất nhiều tỷ biết kim rồi cái obama subsidy nữa cái điều cái, 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 cái chương trình này nó tốt cho những người nghèo nhưng mà đôi khi những người không nghèo cũng có thể lợi dụng được cái chương trình này đặc biệt những người làm tiền mặt những người làm về không có thuế rõ ràng thì hay là thuế rất là nhỏ ít thì họ có thể sử dụng cái này và tiền này ở đâu ra thuế từ người dân Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ hiện tại thì đang sống trên một cái sữa thuế mà gọi là đóng thuế không có đem lợi ích cho quốc gia, ngay cá nhân của quý vị cũng vậy nữa. Cuối cùng, năm điều này nó có lợi gì với quý vị không? Hoàn toàn không. Nên Dũng hy vọng rằng trong tương lai khi mà một người tổng thống giỏi có thể reject những gì mà cái nội các họ đưa ra hoặc là những nội các giỏi thì reject những gì tổng thống đưa ra. Mà nếu mà cái điều đó lợi cho dân, lợi cho nước thì hai bên đều hiệp tác. Còn cái này không lợi cho dân, không lợi cho nước mà hai bên đều hiệp tác thì chỉ có đi đến những cái sự thất bại và tiếng kinh tế Hoa Kỳ có thể đi vào cái gọi là cái vết xe đổ như năm 1985 tức là về cái đại suy thoái cái quý vị. Hy vọng rằng quý vị có thể uh, save money từ bây giờ. Có nhiều người nói là save money thì chúng ta lỗ tại vì chúng ta thay vào save money chúng ta bỏ tiền lợi gì nhưng mà chúng ta dùng cái câu mà save money liberate, cho những người làm paycheck to paycheck. Chúng ta nên xài một cách tiếc kiệm một chút vì chúng ta không biết chuyện gì xảy ra vào ngày mai chính ông Biden đã lên truyền thông nói rằng chúng ta không thể nào né tránh được cái cuộc suy thoái xảy ra trong những ngày sắp tới bởi vì ông nói thêm nữa bởi vì phe cộng hòa đã đình trệ cho tôi nhiều cái việc tôi phải cần phải làm nhưng mà thật sự ra cái điều đó thì chúng ta thấy rõ ràng nếu mà tình hình kiểu này xăng dầu lên giá cả lên thất nghiệp tăng lên thì không phải suy thoái không nữa mà cái cái bubble đi ốc có thể xảy ra trong những ngày sắp tới Vâng, đây là bản tin cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Công việc, ví dụ không quên chú quý vị có một ngày thứ bảy thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.